Hello mọi người, thì hiện tại tụi mình đã tới sân bay. Tụi mình đang ở trong một cái quán ăn, thì mình đã quyết định ăn phở bò. Còn Mon với Winner thì đang lựa bánh mì. Chị Thư em ăn gì vậy? Chị ăn bánh mì sườn trâu kẹp với thịt nguội và phô mai. Cái gì? Bánh mì sườn trâu kẹp thịt nguội và phô mai. Ok, đó. Thì tụi mình đang đợi Kenji tới. Tại vì hôm nay Kenji đi học nên là Kenji tới sân bay trễ. Đây là phở mà mình đã kêu, đây là phở bò viên. Winner cũng ăn phở luôn chứ không phải là ăn bánh mì. Còn Việt Thi với lại Mon là ăn bánh mì. Mời mọi người nha. I've been feeling so down, yeah. Can you tell me why I'm down, yeah. No friends of mine around, yeah. Hello mọi người, hiện tại thì tụi mình vừa mới rời sân bay luôn á. Hiện tại ngoài trời đang mưa rất là lớn mà ở đây mưa xong cái mấy con muối nó bay lên thấy không? Cái đó là con chuột. Đâu, con muối mà. Nói chung là con chuột. Rồi ok, đó là con chuồn chuồn. Đó thì mọi người không biết đâu, mình sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện là lúc mà tụi mình đáp máy bay á, là nó dội nó đập xuống một phát luôn á, mà thiếu điều muốn gãy cổ. mình thấy cái cuốn sách của Jenna nó bỏ được cái diều lên trước. À không, thật là lúc đó mình không thấy đâu, lúc đó là kiểu như kiểu trong phim ấy, lụm á mình mới biết là cuốn sách đúng kiểu trong phim ấy, kiểu như là dập nghe ai lụm dùm đúng không? Ừ, không biết đâu, lúc đó biết tôi làm gì không, nằm mua gì là Phật, mua gì là nói chung là nó rất là ghê luôn á. Bây giờ về tới đây bình an thuận lợi là một cái điều quả đấy cậu. À không, nói thế thì xin lỗi mọi người, là một cái điều mình cảm thấy rất là vui và may mắn đó. Nói chung là vậy đó. Bây giờ đi về khách sạn rồi, có gì mình tiếp tiếp cười nha. Hồi hôm đợt ở thành phố mọi người kêu mình là ở Buôn Ma Thuột nóng với cả nắng lắm, nóng mình chuẩn rồi. Nóng. À đúng rồi nhưng mà ít nhất là bây giờ đang rất là lạnh ấy, kiểu đang mặc áo ba lỗ thứ lạnh quá rồi. Hello. Bây giờ mình sẽ dẫn mọi người đi coi phòng tắm nó sẽ như thế nào. Trời ơi, quá trời sống ảo luôn ấy. Trời ơi, đi. Hay này, nó có một cái gương ở trên tường nữa. Đây là cái còn đây là cái bồn tắm mà mọi người sẽ bước vào tắm và ở ngoài kia sẽ thấy. Ê, hồi nãy trước khi vô phòng em có làm thủ tục gì em kể cho mọi người nghe lại coi. Thì thường thường á, tụi mình khi mà đi đến đâu cũng vậy hết. Thì trước hết là tụi mình phải gõ cửa 3 cái hoặc 4 cái để giống như là mình xin nếu như mà có ai đang ở đây thì mình xin là và cho mình diễn, mình ở đây khoảng tầm tới chiều mai chiều mốt gì đó mình về, thì mong là mọi người không có chọc ghẹo mình hay là nhưng mà anh Lễ Tân bảo là không cần gõ mà. Nhưng mà tụi mình vẫn phải theo thủ tục nha mọi người, ấy là đó là cái đức tin của mình, hiểu không mọi người, đó là cái đức tin của mình. Tụi mình chưa có đi ngủ, chưa có đủ tắm rửa gì hết, vì tụi mình phải đi tập bài cho ngày mai. Sáng ngày mai tụi mình sẽ rehearsal lúc 6 giờ, xong rồi sau đó tầm 9 giờ diễn. Just let this come. Trời ơi mọi người ơi, giờ này tụi mình bị... Đi nào tập nào? Dạ đi. Người thì mình vừa mới ngủ dậy. Bây giờ là 5 giờ 54. Bây giờ tụi mình sẽ thay đồ xong rồi đi rehearsal. Rehearsal xong thì sẽ về ăn sáng, make up cái thứ xong rồi đi diễn. Mình sẽ quay cho mọi người xem cái view. Bây giờ tụi mình sẽ đi ra quảng trường để... Là tình hình ở đây mình thấy nó hơi ồn, thành ra là có thể mình sẽ không có vlog được phần trình diễn của nhóm, thì chắc là mọi người lên fanpage coi nha. Còn lại thì mình sẽ update những cái hoạt động của tụi mình sau khi mà tụi mình biểu diễn nha.
lại diễn á mà gió nó thổi quá nên là mới quyết định cột cái tóc lên, xong cuối cùng cột lên xong đi về luôn. Tức ghê. Nhưng mà ở Buôn Mê Thuột á mọi người gió nó lạnh lạnh á, nó kiểu như có hơi đá á. Em thấy lạnh quá. Bảo quyền cho ai? Lạnh phết chứ nhiều. Ừ, ở đây chị nghe nói là mát mẻ, không có lạnh tới mức như là lạnh nhưng mà mát mẻ. Là mình đã về khách sạn, bây giờ là đang 10:35, mình sẽ ngủ tới 11:30, xong rồi sau đó mình sẽ đi chơi. Xong rồi mình đi ăn bánh ướt xếp tầng thịt nướng đặc sản ở Buôn Mê Thuột. Thì tại vì hôm qua bị 2 giờ mới ngủ, xong rồi sáng 6 giờ phải dậy rồi, 5:30 phải dậy rồi nên là mình bị... Trời ơi! 12 giờ chứ không phải là 2 giờ nha cả nhà. Xong rồi cái mình bị thiếu ngủ á, nên là giờ bây giờ mình ngủ một xíu xong mình vậy mình đi chơi cho nó vui vẻ, nó có năng lượng á. Mình cũng vừa mới soạn đồ xong, hôm nay lần này mình đi mình chỉ có mang cái ba lô thôi nên là cũng không có gì. Tụi mình gặp một cái câu chuyện rất là nhỏ là tụi mình tới quán nước nhưng mà nó đóng, sau đó là tụi mình quyết định ăn bít tết. Thì qua tới cái quán bít tết rồi thì quyết định ăn bún cá dầm, xong chạy qua quán bún cá dầm thì mọi ngày là người ta mở nguyên ngày luôn, xong như thế này ta đóng. Nếu mà mình tới Buôn Mê mà mình không đi uống cà phê là quá uổng đúng không chị? Nên là mình đã quyết định bây giờ mình và Việt Thi sẽ đi tới làng cà phê. Ba bạn nam thì không đi tại vì bảo là nắng quá, nên là vẫn ngồi uống trà sữa vậy. Tức ghê, đi chơi Buôn Mê mà cứ đi uống trà sữa hay là cứ ngồi cứ sợ nắng á mọi người. Alo. Ủa tức ủa sao nãy nói đi đi không đi mà. A few moments later. Tôi tức thiệt sự á mọi người à. Tức cứ kêu đi thì không đi đâu. Đi cà phê nha mọi người. Trong mưa sừng có sâu. Yeah. Thì nói chung là bản thân tụi mình á thì tụi mình kiểu tuy là tụi mình không thích đi chỗ này, không thích đi chỗ kia, nhưng mà tới đây đặc trưng của Buôn Mê Thuột thì tụi mình cũng phải đi để tụi mình biết, để sau này á mà người khác á nó hỏi mình chứ là ủa mày đi Buôn Mê Thuột rồi á, vậy ở đó đặc trưng là gì, rồi mày tới chỗ nào cà phê là gì rồi mình còn biết, mình chỉ người ta chứ. Nếu như mà mình không biết thì người ta nói là ủa vậy đi rồi đi chứ có đi diễn hả, chứ sao nó đi chơi này nọ mình không biết thì đúng kỳ đúng không. Tại vì thực ra mấy cái chỗ này nó cũng không hợp với tụi mình lắm, tại nó thuộc kiểu mấy người lớn lớn người ta thích đi cà phê, người ta ngồi người ta chơi chụp hơn, nhưng mà này nhưng mà mình cũng phải đi cho biết chứ. Nhưng mà hôm nay có cái gì cũng đẹp như bán cà phê à. Nhưng mà có vẻ như nam thích cái gì đó nó sôi động hơn. Đúng rồi, thích nên nãy giờ không chịu đi, không thấy đâu luôn, có vẻ là chắc ngồi xong nghỉ rồi còn đòi về ngủ nữa chứ. Bất kể nó quên bánh ướt rồi nha, phải thử cho bằng được cái món này rồi mới về. Bây giờ là trời Buôn Mê Thuột muốn mưa nên là mát lạnh luôn á mọi người, như Đà Lạt luôn. Phần ăn của Kenji, phần ăn của chị quản lý đi theo, phần ăn của Mon, phần ăn của Winner. Trời ơi, dữ vậy không. Cái này là một riêng một thi nha, lúc nãy là quấn dùm thôi á. Là cái này á, đúng không? Trời ơi, công nhận. Cái này nôn ra. Bao nhiêu đĩa vậy? Đếm coi. 11 hả? Còn cái này là 11 2, 4, 6, 8, 11. Còn đây là của mình, tại vì mình no là mình ăn ít. Đó. Đó. Cái đống vừa mà mang vào đâu rồi. Xạo đi nha, xạo đi nha. Trong đó mình có 20 dĩa mà. Đúng rồi. Thôi lố, lố. Tại vì 8 giờ bây giờ sắp máy bay nên là bây giờ mới có 5 giờ 13 thôi. Tụi mình sẽ đi đâu đó đốt thời gian nên đã quyết định vào Vincom. Sorry chị. Nên tụi mình đã quyết định vào Vincom. Ê, chuyện ô tô lắm á mọi người. Chuyện ô tô lắm. Ủa gì vậy? Chuyện gì vậy? Ô tô trời thèm. Ôi, thèm rồi. Em có nguyên một bộ ô tô. Em có nguyên một đống xe. Em có nguyên một dàn Doraemon vậy, xong dàn Conan luôn á. Anh xong rồi có cả cái gì vậy? Shin Nosuke. Có cả Shin nhưng mà Shin không có chưa làm hết. Mấy cái này làm slime thích lắm luôn á. Hồi xưa mình cứ đi tìm mấy cái này để làm slime nhưng mà chỉ thấy nó bán nước ngoài thôi. Chị em muốn cái này. What the hell? Coi. Nhiêu vậy? 170, 119. Rồi mua đi. Chị trả tiền hả? Mua đi. Trời, bán hàng mà không mua được bao nhiêu đó luôn á hả? Chị Anna sẽ tặng cho mình món quà này, đó chính là dành cho món quà sinh nhật. Nói gì? Mừng quá, nói không lên lời. Chị Hân chưa tặng quà sinh nhật em. Ủa?
Lặng rồi mà, sao giờ em sao giờ chị tức á nha. Hi, xin chào mọi người đã quay trở lại với channel của Hana. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với chuyên mục là món ngon xứ lạ. Thì ngày hôm nay chúng ta sẽ đến chúng ta sẽ đến với một cái món gọi là, nói chung là ở trên thành phố Hồ Chí Minh, thành phố mang tên Bác, thì chúng ta có thể bắt gặp rất nhiều, nhưng mà biết đâu nơi mà được gọi là kiểu như là nó đặc trưng về cái món này thì nó có một cái vị đó nó lạ thì sao. Thì tôi sẽ lần trước đầu tiên là sẽ mời khách mời ngày hôm nay của chúng ta, đó chính là Kenji. Hút một phát hết luôn này. Màu của nó thì khá là giống cà phê. Thì mình thấy là ở dưới này giống cà phê, có một cái phần đất sữa mà chưa có pha hết, cho nên là mình sẽ pha dùm. Ủa chứ không uống hả? Khuấy dùng chứ. Sau sau đó mình mệt chỉ quá. Chưa cảm nhận được bên đó. Cái gì? Khi anh nghiêm túc hả? Không được. Không ngon nha. Ngon hả? Cà phê nha. Mọi người lưng lưng nữa. Sao? Vui chứ không có nào. Ăn mọi người, ăn nha. Ok. Cà phê đậm vị, không bị ngọt. Cái gì em nói à? Đậm vị. Từ từ. Có mùi cà phê, có mùi cà phê, có mùi cà phê. Hello mọi người, hiện tại là mình tới sân bay rồi á. Thì nói chung á là đi Buôn Ma Thuột lại cũng có một ngày thôi, là mình cũng không có trải nghiệm được nhiều thứ vui ở Buôn Ma Thuột. Cũng trải nghiệm được sương sương, nhìn chung là mình thấy mình rất là thích đồ ăn với lại con người ở đây. Tại vì ở sân bay nên mình phải đeo khẩu trang, các bạn thông cảm cho mình nha. Đó, thì bây giờ là 7:15, tụi mình sẽ vô làm cái thủ tục lên sân bay. Cảm ơn mọi người đã xem vlog của mình. Mọi người nhớ like, share và subscribe cho kênh channel của mình nha. Love you, see you next time. Bye.